thưa quý vị và các bạn thực hiện chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác cải cách hành chính và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính thời gian qua các cấp ngành địa phương trong tỉnh đã thực hiện quyết liệt cải cách hành chính phục vụ tốt nhất các tổ chức người dân và doanh nghiệp trong đó việc nâng cao trách nhiệm vai trò của người đứng đầu cơ quan đơn vị là yếu tố quan trọng tạo nên thành công trong cải cách hành chính hình thành nên bộ máy công vụ hướng đến sự hài lòng của người dân chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay bộ phận một cửa, một cửa điện tử Sở Tư pháp tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết trên 1.000 hồ sơ trước hạn và đúng hạn đạt 100% năm 2018 Sở Tư pháp đã được xếp hạng đứng thứ bảy trên 63 Sở Tư pháp toàn quốc đứng thứ nhất các tỉnh thành phố đồng bằng sông Hồng về công tác Tư pháp và là đơn vị được đánh giá xếp hạng tốt có nhiều chuyển biến tích cực về cải cách hành chính của tỉnh có được kết quả như vậy là do sở tư pháp luôn chú trọng thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao chất lượng hiệu quả cơ chế một cửa một cửa liên thông tập trung giả soát đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhất là thủ tục liên quan đến người dân doanh nghiệp bên cạnh việc thực hiện công khai theo quy định đối với các thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận trả kết quả và trên trang thông tin điện tử Hiện Sở cũng đã cung cấp 223 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 20 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 16 dịch vụ công mức độ 4, tiến hành sử dụng chữ ký số phục vụ trao đổi văn bản điện tử với các cơ quan đơn vị trong tỉnh. Vai trò người đứng đầu thì chúng tôi phải gương mẫu, mình phải làm trước và cũng có những cái làm gương cho anh em trong tập thể lãnh đạo, xong rồi đến các cái trưởng phòng, trưởng bộ phận của đơn vị. Hiện nay thì rất là nhiều thủ tục riêng cái thời gian thành lập văn phòng công chứng, văn phòng luật sư này, rồi cấp phiếu ly lịch tư pháp, công tác hộ tịch quốc tịch giảm được khoảng 1 phần 3, thậm chí có những thủ tục giảm được một nửa thời gian triển khai tất cả các cái dịch vụ gửi nhận văn bản điện tử theo chỉ đạo của chính phủ rồi cái triển khai của ủy ban nhân dân tỉnh nhằm thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính thời gian qua ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tỉnh về tăng cường công tác cải cách hành chính và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính các cấp ủy chính quyền và các sở ngành trong tỉnh cũng thể hiện rõ quyết tâm trong tổ chức thực hiện trong đó việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính có giải pháp chỉ đạo cụ thể để chấn chỉnh lề lối làm việc thái độ phục vụ và trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức viên chức thuộc quyền quản lý được đặc biệt quan tâm Bộ máy hành chính các đơn vị sự nghiệp tiếp tục được kiện toàn, sắp xếp theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực hiệu quả. Việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thực thi công vụ đã góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Đến nay, các sở ngành địa phương trên địa bàn tỉnh đã cung cấp trên 1.130 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Nhiều thủ tục từ cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp xã và thủ tục hành chính liên thông đã được cắt giảm thời gian thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Trong 2 năm gần đây, thì vấn đề quan tâm đến cải cách hành chính của tỉnh đã có một bước đi từ đối khá. Và điều đó đã thể hiện ở cái đánh giá cái PCI của năm 2018, đó là vấn đề là giảm thời gian cho các thủ tục. À, vấn đề đăng ký kinh doanh những vấn đề thay đổi tên, những vấn đề về thành lập doanh nghiệp chẳng hạn thì làm rất là nhanh, chứ không phải chờ đợi như ngày xưa nữa. Đấy, thì hoặc là còn là một số những vấn đề khác, ý, ví dụ như là uh, các doanh nghiệp ý, kiến nghị đến đâu về vấn đề đất cát, về vấn đề thủ tục thuế thì đều được trực tiếp trong các hội nghị lãnh đạo tỉnh các đồng chí trực tiếp giải quyết và đồng thời cũng chỉ định luôn cho các các đồng chí trưởng ngành yêu cầu là các đồng chí phải giải quyết ngay làm cái thủ tục hành chính ở xã, cụ thể là xã liên phương ấy thì bây giờ nó thông thoáng rồi tiến bộ rất nhiều. Tại vì bây giờ dùng là máy móc nhiều, internet nhiều, mới hai là nhân viên gọi là công chức đấy phục vụ nó cũng nhanh nhạy hơn và đồng thời nó nhiệt tình hơn đảm bảo được công việc quy định. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận và kịp thời giải quyết gần 20.000 hồ sơ, thủ tục hành chính qua hệ thống một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến. Hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã đầu tư lắp đặt hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến nhằm phát huy sự lãnh đạo chỉ đạo kịp thời từ tỉnh, huyện đến các xã. Đây là một trong những việc làm thiết thực cụ thể hóa chỉ thị số 21 ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về hạn chế tối đa các hội nghị tập trung có quy mô lớn và là là một bước đi lớn trong tiến trình cải cách hành chính hướng tới chính phủ điện tử của tỉnh. Theo đánh giá của người dân và các doanh nghiệp ở cơ quan đơn vị nào người đứng đầu quan tâm quyết liệt thì ở đó công tác cải cách hành chính được triển khai tốt và ngược lại mới đây tại cuộc họp ban chỉ đạo cải cách hành chính của tỉnh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyễn văn phóng đã yêu cầu thủ trưởng các sở ngành địa phương trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách hành chính đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhất là những lĩnh vực liên quan đến doanh nghiệp người dân đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành của các cơ quan hành chính tăng cường cung cấp và cập nhật đầy đủ kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ ba bốn Mong rằng với sự vào cuộc quyết liệt của các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng với việc triển khai có hiệu quả của các sở ngành địa phương, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh sẽ tiếp tục tăng bậc, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.